Những ngày này, cả nước đang căng mình chống dịch. Hàng ngàn y tá, bác sĩ ở Hà Nội đang xông pha nơi tuyến đầu hay vào Nam hỗ trợ chống dịch. Họ đã phải xa gia đình, không thể ở bên chăm sóc người thân, con cái. Đặc biệt là khi năm học mới bắt đầu, cũng là lúc các con cần bố mẹ kèm cặp, hỗ trợ trong học tập. Nhằm san sẻ với lực lượng tuyến đầu, dự án Học cùng chiến binh nhí ra đời trên tinh thần hậu phương tiếp sức tiền phương bằng cách hỗ trợ học tập cho các chiến binh nhí của đội ngũ y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Dự án được thực hiện bởi Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, trang tin giới trẻ tin.vn, công ty truyền thông Viettel và tổ chức giáo dục La Casa Việt Nam. Với mục tiêu học cùng các con hiệu quả nhất, dự án tập trung vào hình thức gia sư 1:1, mỗi con sẽ có một gia sư kèm cặp theo dõi việc học tập. Các con tham gia sẽ được gia sư của dự án hỗ trợ học tập hoàn toàn miễn phí theo hình thức online trong 16 buổi, 2 buổi một tuần. Các y bác sĩ ở nơi xa có thể dễ dàng theo dõi việc học tập của con, góp ý phản hồi với đơn vị tổ chức thông qua ứng dụng trên điện thoại mà dự án cung cấp. Các thầy cô giáo, sinh viên, tình nguyện viên tham gia dự án bằng cách hỗ trợ học tập cho con em y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch sẽ là cách để góp sức lực chuyên môn của mình cho công cuộc chống Covid-19 một cách ý nghĩa nhất. Dự án bắt đầu nhận đăng ký từ mùng 5 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021. Theo đó, các khóa học sẽ thực hiện trong 16 buổi, 2 buổi một tuần. Dự kiến thời gian kết thúc dự án Học cùng chiến binh nhí vào ngày 20 tháng 11 năm 2021.